Kiseki TA467 nha cả nhà, xe bãi nhá. Nó vừa lái mới câu được bình, mình đè luôn máy cho các bác xem luôn. Để bấm nút của nó là bấm zin luôn này. Cái này không phải là do phèn đâu, mà do để nắng mưa ở bên Nhật nó đấy đấy. Còn bên này do mình về thì mình chưa sơn giòn thì thôi. Cái này sơn lại thì nó mới nguyên thôi mà. Này là do không có sơn á, nên là thì nó hơi nhăn nước. Nó trước nó sau vậy hết này. Bấm trước bấm sau toàn bộ như vậy hết để nắng mưa. Xe bãi thì các bác đã biết rồi, về thì con nào cũng phải dọn, chả con nào không dọn đâu, hiếm lắm mới được con không dọn. Nước sau của em nó đang đi là 12.432 nhá, bầm bầm 32 này. Trước của nó là 8.320 nhá, 8.320 bơm lên thì còn đẹp nhá. Giờ đang để máy rồi, để luôn kẹp chì được còn nguyên đây nha, chưa có gì hết. Máy móc nó thật đẹp nha. TA467 bốn số sới, con này được cái số cơ Benker luôn nha. 467 rất hiếm có Benker nha, hiếm lắm mới kiếm được em Benker á. Đây là áo nó đây này, đây là áo nó tháo đây này. Đâu xem máy móc cái này nó khô rang luôn này. Máy móc bên gì bên bàn của nó nha. Đây này, con này được cái Benker này. Đó các bác thấy không? Benker này, có cả ti chỉ nghiêng luôn nha, ti chỉ nghiêng bằng cơ luôn chứ không phải bằng điện nha. Thường thường là hầu như xe điện thì nó mới có cái ti chỉ nghiêng đó. Con này cơ có ti chỉ nghiêng cơ luôn nha. Còn 1.300. Chưa câu dây ga. Benker luôn. Hiếm lắm mới được em Benker á. Lốp này hai lốp đều như nhau hết luôn, mâm toàn bộ như vậy. Cái này theo nhu cầu thì sơn lại thôi. Tặng mấy bữa nữa bên em lại nó sẽ sơn lại. Chiếc 455 bán rồi nha cả nhà. Mới bán ngày hôm qua xong, à mới bán sáng nay xong. Mới lên xe đi rồi. 455. Máy móc lộ cũng êm luôn. Hiếm nắm được em Benker ạ. Em 455 Benker hôm rồi bán rồi nha. Em 455 hôm qua mới chốt 155 triệu. Không rõ là bán về đâu nữa, hôm qua mình bán rồi nha. Chào các bác nha. Các bác nào có nhu cầu đến xem xe thì xe tại Đắk Hà Con Tum nha. Giá thì bữa nay do nó cũng cao lắm nên em không công bố giá ở trên đây được. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho số điện thoại đi. Giá thì nó cao, cực cao luôn chứ không phải nó cao đấy. Dòng 467 bên đồ thứ này, bữa nay giá lên ghê lắm. Mà đặc biệt là mấy con cơ đó, cơ nó càng cao hơn. Các bác mà có nhu cầu thì cứ alo số điện thoại, em sẽ để tiêu đề nhá. Em thì ở Đắk Hà Con Tum. Chào các bác nha.